the stories that you tell with a beautiful imagination. And you should have told them about where you've been, who you're with. Yeah, okay, then you go ahead and giới thiệu đến các quý cô của Melia một set bộ basic với chất liệu lụa Chanel kết hợp cùng tông màu xanh coban trầm, bề mặt hơi bóng nhẹ sẽ giúp các quý cô tôn lên được vẻ đẹp sang trọng quyến rũ. Dáng áo sơ mi suông hơi chồng vai nhẹ, thiết kế dáng cổ tròn kết hợp cùng phần đổ tầng bèo ở phía trước ngực vô cùng là sang trọng. Kết hợp với cả em áo sơ mi này sẽ là dáng chân váy xòe nhẹ, dáng cọc cao che được khuyết điểm của phần eo của chúng ta mà lại mặc vẫn vô cùng thoải mái. Và với set đồ này thì Vân Anh tin chắc rằng các quý cô sẽ rất tự tin, tỏa sáng khi vừa đi làm, đi chơi, đi gặp đối tác hoặc là đi những bữa tiệc nhẹ nhàng cùng bạn bè hay cùng người thân. Và nếu như các quý cô của Melia đã ưng ý set đồ này rồi thì có hai cách thức để chúng ta có thể mua hàng. Thứ nhất là đặt hàng online sẽ được miễn phí vận chuyển này, được nhận kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hoặc nếu mà các cô nàng nhà Melia có thời gian thì có thể qua các showroom của Melia để xem được trực tiếp. Melia, mặc đẹp để thành công.